hay vô tình khá là cảm tính. Bạn đã biết hết 6 điều luật mới tại EPL 2023-2024 chưa? 1. Sẽ không có chuyện trận đấu phải mất 30 giây cho các pha ăn mừng bàn thắng hay thay người. Các ca chấn thương cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nói dễ hiểu, từ khi trận đấu bị dừng cho đến lúc bóng lăn trở lại, toàn bộ thời gian sẽ được cộng vào phút bù giờ. 2. Thông thường các thủ môn rất hay phải nhận thẻ vàng từ những phút cuối khi đội nhà nắm lợi thế do hành vi câu giờ. Tuy nhiên, từ mùa giải mới, các trọng tài sẽ đưa ra cảnh báo sớm nếu cảm thấy tiểu xảo này đang diễn ra. Dĩ nhiên, trọng tài có thể rút thẻ vàng nếu những cảnh báo này bị thủ môn phớt lờ. 3. Theo luật mới, các vị vua áo đen có thể nhanh chóng rút thẻ đỏ đuổi những huấn luyện viên vi phạm lên khán đài. Nếu điều này được thực hiện sớm, có lẽ thầy Klopp và thầy Arteta cũng dán đấy. Pressing trọng tài đã trở thành chuyện như cơm bữa tại Premier League. Thế nên ban tổ chức quy định trọng tài có thể rút thẻ phạt với những cầu thủ cố gắng đeo bám mình để phàn nàn hay tranh luận về một tình huống nào đó. Đấy, đội trưởng đội pressing nghe kỹ nhá. 5. Chỉ duy nhất một người được đứng ở ngoài đường biên, người thứ hai phải ngồi yên vị ở khu kỹ thuật. Điều này nhằm tránh huấn luyện viên trưởng cùng đội ngũ trợ lý gây áp lực lên các trọng tài ngoài đường biên. 6. Trước đây cầu thủ sẽ bị chim cúc nếu phạm lỗi với một cầu thủ đang có cơ hội ghi bàn 10-10. Dù vậy, từ mùa 2023-2024, EPL sẽ áp dụng hình phạt khác. Theo đó, chỉ những pha phạm lỗi được cho là cố ý mới auto nhận thẻ đỏ. Điều này được dự báo sẽ gây ra nhiều tranh cãi bởi việc đánh giá một tình huống là cố ý hay vô tình khá là cảm tính. Còn quan điểm của bạn thì sao?